Xin chào các em, chị đã quay trở lại rồi đây. Và bây giờ thì chị đã bắt đầu thấy tín hiệu của các em. Khi mà các em đã thả tim thì chị bắt đầu nhìn thấy rồi. Và các bạn thử comment tương tác cho chị xem chị có đọc được cái phần bình luận của chúng mình hay không nhá. Rồi, chị đã đọc được bình luận của Duy Mạnh rồi. Rồi ok, chị đã đọc được rồi. Vui quá, mừng quá. Không có là chị cảm thấy là nếu mà hôm nay mà không đọc được bình luận là buổi học ngày hôm nay coi như là chúng mình không tương tác được với nhau. Mà khi mà không tương tác được với nhau thì có lẽ là những cái phần chị chuẩn bị ngày hôm nay dành cho các bạn cũng sẽ không được thực hiện. Thế nên là rất là may khi mà chị phát lại thì chúng mình đã đọc được phần bình luận như thế này rồi. Rồi ok, chị chào các bạn nhá. Chị chào Mai Anh, chào Duy Lợi, chào các em, chào Duy Mạnh, chào Mai Anh. Chị cũng đã ghi nhận được những cái phần bình luận của các bạn ở trong cái phần video trước. Và phần comment theo đúng cái cú pháp để chúng mình nhận tài liệu thì chị cũng đã thấy rồi, ok, nhất trí với điều đấy. Và trong cái phần video này thì chúng mình sẽ không cần phải cái phần bình luận theo cái cú pháp đấy nữa, mà chúng mình sẽ bắt đầu luôn vào buổi học ngày hôm nay để tránh mất thời gian của chúng mình nhá. Một chút xíu nữa thì các bạn cũng có thể chụp lại cái màn hình của phần phát video trước và sau đó thì gửi lại về cho chị khi mà chiến dịch kết thúc nhá. Còn trong phần này thì các bạn chỉ cần tương tác trong cái buổi học này của chúng mình thôi. Và chúng mình sẽ trả lời những câu hỏi mà chị sẽ đặt ra ở đây, ok không nào? Và trong phần này, như chị đã nói thì chúng mình sẽ cùng với chị cùng nhau tư duy rất là nhanh thôi, để chị kiểm tra xem các bạn đã áp dụng cái cách học mà chị đã hướng dẫn các bạn hay chưa. Rồi, hôm qua học hiểu lắm. Thế thì hôm nay cũng mong rằng với buổi học ngày hôm nay thì chúng mình cũng sẽ hiểu bài như ngày hôm qua nhá. Rồi, bây giờ chị sẽ đặt ra những cái câu hỏi rất là ngắn và mong rằng trong khoảng thời gian ngắn nhất là 3 giây các bạn sẽ bật ra cho chị câu trả lời và đồng thời cũng sẽ comment cái phần trả lời của các bạn vào đây xem rằng có đúng với câu trả lời của chị hay không nhá. Rồi, chúng mình sẽ bắt đầu luôn cái phần động não này. Câu hỏi đầu tiên rất là dễ, các bạn chú ý lắng nghe nhá. Nhan đề thu điếu có nghĩa là gì? Nhan đề thu điếu có nghĩa là gì? Với cái câu hỏi này thì chị nghĩ là các bạn không cần phải suy nghĩ, bởi vì ngay ở đề mục thì chị cũng đã có ghi rồi các em ạ. Rồi, các bạn ơi, câu hỏi đầu tiên mà chị đặt ra cho các bạn: thu điếu có nghĩa là gì? Nhan đề thu điếu có nghĩa là gì? Đấy là câu hỏi đầu tiên chị dành cho các bạn. Không biết là các bạn đã lóe ra câu trả lời của mình hay chưa, và đồng thời đã kịp comment vào phần trả lời ở phần bình luận hay chưa? Câu trả lời đầu tiên mà chị nhận được là của Duy Mạnh. Đấy là câu cá mùa thu ạ. Chính xác. Câu cá mùa thu. Nói về mùa thu. Đỗ Linh nói về mùa thu. Ok, chính xác. Rồi, vậy thì cái nhan đề thu điếu ở đây sẽ được hiểu và được dịch ra là câu cá mùa thu. Vậy thì còn thu vịnh và thu ẩm thì sao? Các bạn có còn nhớ không? Vậy thì thu vịnh và thu ẩm cũng nằm trong chùm 3 bài thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến. Thì các bạn có biết thu vịnh có nghĩa là gì và thu ẩm có nghĩa là gì không ạ? Thu ẩm ở đây có nghĩa là mùa thu uống rượu. Còn thu vịnh ở đây có nghĩa là vịnh về mùa thu. Đó, thì các bạn lưu ý cho chị là như thế nhá. Đấy là ý nghĩa nhan đề của 3 bài thơ nằm trong chùm 3 bài mùa thu của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Ok không ạ? Thì các bạn nhớ cho chị là như thế. Câu hỏi số 2 mà chị sẽ đặt ra cho các bạn như sau. Cái này khó hơn một chút xíu ấy này. Khó hơn một chút xíu, bởi vì phần này các bạn cần phải đọc bài kỹ thì các bạn mới biết. Và không chỉ là nhìn vào cái phần phát trực tiếp này của chị là trả lời ngay được đâu. Phần này thì phải đọc rồi mới biết này. Đây là một trong những đặc điểm của con người Nguyễn Khuyến. Đặc điểm về con người của Nguyễn Khuyến. Chú ý chị, phần này thì phải đọc sách rồi mới biết. Đặc điểm của con người Nguyễn Khuyến. Một trong những đặc điểm của con người Nguyễn Khuyến nào? Các bạn ơi, rồi, suy nghĩ trong 3 giây, bật ra từ khóa và comment cho chị biết nào. Chính xác, tài năng là một từ khóa. Thanh liêm chính trực, chính xác. Nguyễn Lan, chính xác. Nào, còn từ nào nữa để miêu tả về đặc điểm con người của nhà thơ Nguyễn Khuyến nữa nào? Tiếp tục comment cho chị biết. Tài năng, cốt cách thanh cao, chính xác luôn. Rồi, ok, ổn, tốt. Cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân. Cốt cách thanh cao, chính xác. Cốt cách thanh cao. Ở đây thì chúng mình sẽ chú ý cho chị
cái từ chính xác để nói về con người của nhà thơ Nguyễn Khuyến thì nhớ cho chị từ khóa. Trước tiên là tài năng, thứ hai là cốt cách thanh cao, thứ ba các bạn cần nhớ cho chị là có tấm lòng yêu nước thương dân, được chưa ạ? Đó, rồi, đấy là những từ khóa để chúng ta nói về đặc điểm của con người Nguyễn Khuyến. Chính xác, rất cảm ơn các bạn. Có lẽ là các bạn đã đọc bài rất kỹ và trong một khoảng thời gian rất ngắn đã bật ra cho chị những cái từ khóa, ok không ạ? Khánh Trang ơi, ở đây cái câu hỏi chị đặt ra là đặc điểm về con người chứ chưa nói về đặc điểm nghệ thuật trong thơ của Nguyễn Khuyến nhá. Thế nên rằng cái câu trả lời của em khi em nói ra là ngôn ngữ thơ bình dị thì cái này chị chưa hỏi đến. Cái này chị mới đang hỏi về đặc điểm con người thôi. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo này, chị sẽ hỏi các bạn thêm một câu nữa. Thu điếu được viết theo thể thơ nào? Thu điếu được viết theo thể thơ nào? Để xác định được thể thơ, các bạn cần có một cái kỹ năng vô cùng quan trọng. Đấy là đếm. Đếm số câu và số chữ. Đếm nhanh thật nhanh nha chị, xem rằng với thu điếu thì Nguyễn Khuyến đã sử dụng thể thơ nào. Rồi, chị đã thấy bắt đầu như có cái câu hỏi, câu trả lời đầu tiên rồi, chính xác thất ngôn bát cú. Và đây chính là câu trả lời chính xác. Ok, chính xác, thất ngôn bát cú đường luật. Ok, thất ngôn bát cú. Ok, chính xác luôn. Nhớ chị phải gọi cái thể thơ mà nhà thơ Nguyễn Khuyến sử dụng để viết bài câu cá mùa thu hay là thu điếu thì nhớ cho chị đó là thất ngôn bát cú. Ok không ạ? Rồi, chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo mà chị sẽ dành cho các bạn và đây là câu trả lời cuối cùng trong cái phần động não ngày hôm nay. À, Nguyễn Khuyến còn được gọi là chấm chấm chấm. Nguyễn Khuyến còn được gọi là gì hả các em? Nguyễn Khuyến còn được gọi là gì? Nhà thơ của Nguyễn Khuyến còn được biết tới với một cái danh xưng mà người đời đặt cho ông. Đó là... Chị biết là các bạn nghĩ ra rồi nhưng chị tin là các bạn đang comment đây. Chị sẽ đợi các bạn một chút xíu để... À, Nguyễn Nhạc đúng không? Nguyễn Nhạc nói với chị là Tam Nguyên Đỏ. Chắc là đang rất là vội để comment được cái câu trả lời của mình. Vậy thì còn bạn nào có thể trả lời đầy đủ hơn cho chị về cái danh xưng mà người đời đã đặt cho ông? À, chị đang rất là mong nhận được một câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất của bạn nhanh nhất nào. Chà, sau câu trả lời của Nguyễn Nhạc thì dường như là các bạn hình như là chưa có comment cái phần trả lời của mình đúng không? Rồi, vậy thì người đời còn có gọi Nguyễn Khuyến chính xác đúng như Khánh Huyền nói đó là Tam Nguyên Yên Đổ. Được không ạ? Và một chút xíu nữa thì chị sẽ lý giải vì sao người đời lại phong cho Nguyễn Khuyến cái danh xưng như thế. Và cái phần này cũng nhớ nhá, bởi vì có một cái lưu ý rất là quan trọng như thế này đối với các anh chị lớp 12 từng mắc phải và chị cũng muốn chia sẻ luôn với các em để khi mà chúng mình học về tác giả tác phẩm với những cái phần nó chỉ là kiến thức nền thôi nhưng các bạn cũng cần phải nhớ chính xác cho chị, bởi vì đã là kiến thức nền thì chúng mình nên nhớ chính xác. Như các anh chị lớp 12 đi thi ý, cứ Xuân Quỳnh thì gọi là Xuân Diệu mà cứ Xuân Diệu thì gọi là Xuân Quỳnh, hình như có một chữ Xuân nó cứ đánh lộn với nhau. Hay rồi Hồ Xuân Hương Bà Chúa Thơ Nôm, rồi chẳng biết gọi ra một cái tên gì lạ lắm. Chị cũng không biết là vì sao các bạn lại có thể chế ra được cái tên như vậy. Vậy thì thông qua câu chuyện của các anh chị lớp 12 như thế thì chị cũng mong muốn một điều rằng khi học đến Nguyễn Khuyến và khi nhớ về Nguyễn Khuyến thì các bạn nhớ cho chị cái danh xưng là Tam Nguyên Yên Đổ chứ không phải là bất cứ cái danh xưng nào. Ok không ạ? Rồi, chốt lại là như thế với những cái phần kiến thức mà chị chỉ hỏi rất là ngắn như thế thôi. Và thông qua cái phần trả lời của các bạn thì chị biết là các bạn đã đọc bài và thậm chí là đọc rất là kỹ. Vậy thì trong ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với chị vận dụng tất cả những gì mà các bạn đã đọc, đã hiểu về câu cá mùa thu. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về tác giả, tác phẩm của câu cá mùa thu các em nhé. Giống như bài trước thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi vào phần tìm hiểu chung. Phần này không biết là ở trên lớp các bạn có được học kỹ hay không, nhưng riêng với cá nhân của chị
chị muốn các bạn học kỹ phần này, bởi vì dù sao đi chăng nữa, khi các bạn học kỹ về tác giả, khi các bạn học kỹ về tác phẩm, đó là cái chất nền để các bạn có thể nắm bắt được tác giả, nắm bắt được tác phẩm một cách sâu nhất. Thế nên chị sẽ nói kỹ để các bạn thấy được rằng là à, hóa ra là như thế. Vậy thì khi tìm hiểu về tác giả Nguyễn Khuyến thì các bạn nhớ cho chị như sau. Các bạn có nhớ rằng là Nguyễn Khuyến của chúng ta sinh năm 1835 và mất năm 1909. Các bạn chú ý cho chị cái mốc thời gian này. Riêng với cá nhân của chị, khi chị học tác giả, chị không nhớ cái năm sinh năm mất của tác giả, chị nhớ để đấy đâu. Chị nhớ với mục đích như sau, và chị cũng muốn các bạn làm được điều đó nhé. Các bạn vào phần 1 La Mã cho chị. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu chung. Một nhỏ là phần tác giả. Đối với Nguyễn Khuyến thì các bạn nhớ cho chị, Nguyễn Khuyến sinh năm 1853, mất năm 1909. 1835. Đúng không ạ? Mất năm 1909. Chị xin phép để cái phần này cao lên một chút xíu nhé, để cho dễ viết. 1909. Riêng cá nhân chị, khi cung cấp cái thông tin về năm sinh năm mất của tác giả, không chỉ dừng lại ở đây, mà chúng ta cần phải nhìn vào những cái con số này để xác định được thời đại mà Nguyễn Khuyến sống, và thời đại đó bối cảnh lịch sử xã hội như thế nào. Và chính cái bối cảnh lịch sử xã hội đó lại tác động ngược trở lại tới sự nghiệp sáng tác của mỗi tác giả. Vậy thì khi đi tìm hiểu tác giả, khi chúng mình đề cập tới năm sinh năm mất của tác giả như thế này, nhưng phải nhớ cho chị một điều, dựa vào những con số này chúng ta sẽ hình dung được thời đại mà tác giả sinh ra, và trong cái thời đại đó bối cảnh lịch sử xã hội như thế nào, bởi vì chính cái bối cảnh lịch sử xã hội này sẽ tác động ngược trở lại tới sự nghiệp sáng tác và con người của tác giả. Đây chính là cái mối quan hệ giữa hiện thực đời sống và văn học. Thế nên các bạn chú ý cho chị là như thế, chứ chúng mình không nhớ vẹt cái năm này để làm gì cả. Phải nhớ nó để khai thác kiến thức từ nó thì mới là điều quan trọng. Vậy thì đối với Nguyễn Khuyến, nhìn vào khoảng thời gian này, các bạn sẽ dễ dàng xác định được ngay cho chị cái thời đại mà Nguyễn Khuyến sống, cái thời đại mà Nguyễn Khuyến sinh ra, đó chính là vào cuối thế kỷ thứ 19. Cái phần này nếu như các bạn nào học sử thì các bạn xác định được ngay, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết là thế kỷ 19 sẽ được tính từ năm 1801 đến năm 1900. Vậy thì dựa vào cái mốc thời gian đó, chúng ta sẽ đoán định được cái thời đại mà Nguyễn Khuyến sống, đó là vào cuối thế kỷ thứ 19. Và nhớ lại bốn giai đoạn văn học trung đại thì chúng ta thấy là cuối thế kỷ 19 này chính là giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 4. Và chúng ta thấy được rằng trong cái giai đoạn cuối cùng đó thì bối cảnh lịch sử xã hội nước ta như thế nào. À, chúng mình cùng với chị phác họa lại một chút xíu cái bối cảnh lịch sử để thấy được cái thời đại mà nhà thơ của chúng ta được sinh ra nhé. Chúng ta thấy được rằng vào cuối thế kỷ thứ 19 thì cái triều đại cuối cùng, triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta, đấy chính là triều Nguyễn. Được không ạ? Và các bạn học sử thì các bạn sẽ thấy là vào cuối thế kỷ thứ 19 thì cái triều đại cuối cùng của chúng ta là triều Nguyễn rơi vào cái tình trạng khủng hoảng, thối nát, trầm trọng, dường như không thể giữ vững được kỷ cương và phép nước nữa. À, và thêm vào đó nữa thì có một cái sự kiện vô cùng đặc biệt đã xảy ra vào cái khoảng thời gian này, đấy chính là vào năm 1858, Pháp đã nổ phát súng đầu tiên vào bán đảo Sơn Trà để xâm lược nước ta, bắt đầu cuộc xâm lược thuộc địa lần thứ nhất. Vậy thì khi Pháp xâm lược, sẽ có những cái sự thay đổi nhất định tới xã hội. Và lúc này thì chúng ta thấy xã hội của Việt Nam không còn là xã hội phong kiến nữa, mà bắt đầu chuyển dần từ xã hội phong kiến sang xã hội thực dân nửa phong kiến. Và đó là một xã hội nửa Tây nửa Tàu, với tất cả những gì nhố nhăng, ồn ã và kịch cỡm.
Thì các bạn chú ý với chị, đấy chính là bối cảnh lịch sử sản sinh ra con người Nguyễn Khuyến. Và Nguyễn Khuyến sống trong thời đại đó thì Nguyễn Khuyến sẽ như thế nào và ảnh hưởng ra làm sao từ những tác phẩm của ông, thì các bạn sẽ chú ý tiếp cho chị ở những cái gạch đầu dòng tiếp theo. Và với phần chia sẻ này của chị thì chị rất là mong các bạn sẽ nghĩ rằng là à, sao mà em học văn mà sao giống sử thế. Nhưng các em ạ, văn mới sử dường như nó có những cái đường tròn và nó sẽ có những cái đường giao nhất định. Khi chúng ta học, chúng ta sẽ thấy là à, nó sẽ tác động, nó sẽ chịu sự chi phối lẫn nhau. Thế nên chị sẽ có thể đá qua đá lại một chút xíu để các bạn sẽ thấy được những cái mối quan hệ giữa hiện thực đời sống và văn học, để chúng ta thấu rõ hơn những cái vấn đề mà chúng mình sẽ đề cập đến trong bài. Ok không ạ? Thì đấy là về cái ý đầu tiên mà chị muốn nhắc nhớ với các bạn là như thế. Rồi, vậy thì với cái ý số 2 mà các bạn cần phải nhớ cho chị khi nói về tác giả, thì các bạn nhớ cho chị ông sinh ra tại quê của mẹ là làng Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, dưới chân núi Quế, nhưng lại lớn lên ở quê cha ở làng Vị Hà, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Và đặc điểm của cái làng quê mà Nguyễn Khuyến sinh sống á, thì đây là một vùng đồng bằng chiêm trũng, tiêu biểu cho vùng đồng bằng Bắc Bộ với rất là nhiều ao hồ. Và phải chăng vì lẽ đó sinh ra vừa lớn lên trong cái nôi với cái vùng đồng bằng chiêm trũng như thế, thế nên sau này với những cái tác phẩm của Nguyễn Khuyến ấy, thì chúng ta sẽ thấy được dường như cái bức tranh khung cảnh mà Nguyễn Khuyến vẽ ra đấy là khung cảnh của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thì đấy là một cái điểm số 2 mà chị muốn lưu ý với các bạn, đấy chính là về phần quê quán. Sinh ra ở quê mẹ nhưng lớn lên ở quê cha. Và đặc điểm quê cha ở đây chính là vùng Hà Nam. Cái vùng đất này là vùng đồng bằng chiêm trũng. Đây là cái vùng đất tiêu biểu, là cái vùng đất tiêu biểu cho vùng đồng bằng Bắc Bộ với rất là nhiều ao hồ. Thì các bạn chú ý cho chị cái ý đó nhé. Vùng đồng bằng chiêm trũng. Và chính cái vùng đồng bằng chiêm trũng này dường như đã được đi vào những cái tác phẩm của Nguyễn Khuyến. Ông đã vẽ lại cái chính cái bức tranh, chính cái bức tranh làng quê, cảnh quê nơi mình sinh ra và lớn lên là như thế. Ok không ạ? Rồi, ý thứ ba, các bạn lưu ý cho chị khi nói về Nguyễn Khuyến. Ông xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng, từ nhỏ thì đã nổi tiếng là thông minh học giỏi. Ý thứ ba là về gia đình. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng. Vậy thì với mỗi một nhà nho, cái truyền thống khoa bảng đó được hình thành như thế nào, thì nó được thể hiện rõ trong cuộc đời của Nguyễn Khuyến. Cuộc đời của Nguyễn Khuyến được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn của một nhà nho, cuộc đời của một nhà nho. Cuộc đời của một nhà nho. Bởi vì ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng, thế nên cái phần đời đầu tiên của Nguyễn Khuyến đó chính là cuộc đời của một nhà nho đỗ đạt và làm quan. Ở đây thì chúng ta thấy quan sát trong sách giáo khoa thì các bạn nắm bắt được ngay cho chị những cái thông tin về cuộc đời của Nguyễn Khuyến trong cái giai đoạn đầu này. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là vào năm 1864 thì ông đỗ kỳ thi hương, nhưng mà sau đó thì mấy năm sau lại thi trượt, mãi đến năm 1971 thì ông đỗ đầu cả thi hội và thi đình. Và chính vì ông đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, hội và đình, thế nên người đời mới phong cho ông một cái danh xưng đó là Tam Nguyên Yên Đỗ, được không ạ? Tức là cả ba kỳ thi đều đỗ đầu. Thì đấy chính là lý do vì sao mà người đời lại đặt tên cho ông là như thế. Và đến bây giờ và sau này khi chúng ta nhắc nhớ về Nguyễn Khuyến thì chúng ta cũng sẽ nhớ ông là Tam Nguyên Yên Đổ, đỗ đầu ba kỳ thi hương, hội và đình. Ok không ạ? Thì đấy là cái cuộc đời đầu tiên của một người nhà nho. Vậy thì ở đây chị có một cái phần sơ đồ như thế này để các bạn hình dung ra cuộc đời của bất cứ nhà nho nào, Nguyễn Khuyến hay là Tú Xương, hay là bất cứ nhà nho như Cao Bá Quát hay Nguyễn Công Trứ sau này chúng ta học, thì cái cuộc đời của nhà nho sẽ theo cái sơ đồ như thế này. Thì các bạn có thể lưu ý cho chị nhé. Sinh ra
Trong một gia đình nhà nho nghèo thì cái xuất thân là nhà nho, được chưa ạ? Và đối với mỗi một người sinh ra trong gia đình nhà nho thì chắc chắn rồi sẽ được học nơi cửa khổng sân trình. Đó, sau đó khi được học hành rồi thì sẽ tiếp tục cái hành trạng của mình, đó chính là đi thi. Đó là kỳ thi hương, đó là kỳ thi hội, đó là kỳ thi đình. Và khi mà đi thi rồi thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là đỗ. Hai là trượt. Đúng không ạ? Nếu mà đã đi thi thì sẽ xảy ra hai trường hợp như thế này, một là đỗ, hai là trượt. Nếu mà trượt thì sẽ lại thi lại, thi lại đến khi nào đỗ thì thôi. Và khi đỗ thì những nhà nho đấy sẽ ra làm quan. Đây là cái con đường hành trạng của bất cứ nhà nho nào, và Nguyễn Khuyến cũng như vậy. Trong cái giai đoạn đầu của cuộc đời của Nguyễn Khuyến thì ông đi theo đúng mô típ của nhà nho. À, sinh ra trong một gia đình nhà nho, xuất thân trong một nhà nho nghèo, rất là thông minh và tài năng. Thế nên lớn lên một cái là ông được đi học nơi cửa khổng sân trình. Và để rồi khi đã bắt đầu nắm chắc kiến thức và bắt đầu có thể tham gia vào những cái kỳ thi quan trọng của quốc gia, đó là hương hội và đình, bắt đầu đi thi, lên kinh ứng thi, lên kinh dự thi, lều chẵng lên kinh để tham gia vào những cái cuộc thi như vậy. Và khi mà đã tham gia thi rồi thì sẽ có hai trường hợp xảy ra là đỗ và trượt. Thì chúng ta cũng thấy chính cái cuộc đời của Nguyễn Khuyến trong cái con đường hành trạng của ông, thì vào năm 1900, à chị xin lỗi, vào năm 1864 thì ông đỗ kỳ thi hương, nhưng sau đó thì ông lại thi trượt, mà trượt nhưng lại bắt đầu tiếp tục thi lại đến khi nào đỗ thì thôi. Và ông đã đỗ đầu cả hương, cả hội, cả đình, và cuối cùng ông đã ra làm quan. Nhưng mà cuộc đời làm quan của Nguyễn Khuyến thì rất là ngắn ngủi, chỉ hơn 10 năm mà thôi. Hơn 10 năm. Được không ạ? Cái cách ghi chép của chị thì nó hơi khác người một chút xíu, bởi vì trong bất cứ cái phần học nào thì chị cũng muốn sơ đồ và khái quát lại để các bạn hình dung rõ nhất, để các bạn dễ hiểu nhất. Thì không biết là cách học bằng sơ đồ như thế này thì các bạn có hiểu và có ghi chép được bài hay không, thì các bạn cũng thể comment cho chị biết. Nếu như cái cách ghi chép bằng sơ đồ này, nếu như các bạn không nắm bắt được, thì chị có thể là ghi lại bằng những cái gạch đầu dòng và cộng đầu dòng để cho các bạn hiểu nhé. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy là cách ghi chép bằng sơ đồ như thế này giúp các bạn hiểu bài hơn, và các bạn có thể hình dung ra được những cái điều mà chị đang nói, những cái điều mà chị đang đang chia sẻ một cách dễ dàng hơn, thì các bạn cũng có thể comment cho chị biết rằng là cái phần ghi chép này các bạn đã nắm bắt được chưa ạ? Các em ơi, các bạn đã nắm bắt được chưa? Các bạn comment lại cho chị biết nhá. Không biết là các bạn đang comment, chị hình như lại không đọc được rồi, bởi vì chị lại không thấy cái sự dịch chuyển trong cái phần bình luận. Chị cũng rất là mong nhận được cái sự phản hồi của các bạn, bởi vì trong quá trình mà chúng mình cùng nhau chia sẻ, nếu có bất cứ điều gì với những cái mong muốn, đồng thời cũng là những cái thắc mắc của các em, thì chị cũng muốn được phản hồi trực tiếp trong cái buổi phát trực tiếp. Thế nên các bạn cũng cố gắng là tương tác với chị nhiều hơn, ok không ạ? Bởi vì trong cái quá trình học của chúng mình đó là sự tương tác hai chiều giữa người nói và người nghe. Và nếu như các bạn không tương tác thì dường như là chị thì cũng chỉ, bởi vì cái đặc điểm của học online là sẽ không thể nào mà bảo là à bây giờ chị nhìn thấy Khánh Huyền đang ở đây, Khánh Huyền phát biểu cho chị được, mà chị chỉ có thể lắng nghe những cái điều mà các em nói qua phần bình luận thôi. Thì nên chị rất mong các bạn có thể comment cho chị biết nhé, và comment cho chị biết rằng là cái phần ghi chép này các bạn đã hiểu hay chưa, và với cái cách ghi chép của chị bằng sơ đồ bảng biểu và những cái sơ đồ tư duy như thế này thì các bạn có nắm được hay không. Hiện tại thì chị thấy tim đang bay rất là nhiều, thì chắc là các bạn hiểu rồi đúng không? Ở đây thì chị lại không đọc được bình luận, nhưng chị đã thấy cái tín hiệu từ đầu cầu bên kia của các em, đấy là phần thả tim rất là nhiều, thì chị tin đấy là cái tín hiệu đáng mừng là các bạn có thể hiểu được cái phần này. Các bạn đã hiểu và các bạn cảm thấy cái cách ghi chép này ok, ổn, các bạn có thể nắm bắt được cái tinh thần là như thế. Rồi, thì đấy là cái cuộc đời đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên của Nguyễn Khuyến. Và cái giai đoạn sau thì chúng ta thấy là Nguyễn Khuyến làm quan có hơn 10 năm thôi. Và sau đó thì là cái phần đời còn lại của Nguyễn Khuyến, ông đã cáo quan về quê, ẩn dật và giữ khí tiết cho mình. Cáo quan về quê, ở ẩn để giữ khí tiết.
Tại sao lại có cái ý số 2 này trong cuộc đời của Nguyễn Khuyến? Thì các bạn sẽ thấy trong sách giáo khoa đã có nói rất là rõ rồi. Sau khi mà thực dân Pháp xâm lược vào nước ta, thì thực dân Pháp có nhiều lần mua chuộc Nguyễn Khuyến. Thế nhưng mà vốn là một người tài năng, vốn là một người có tấm lòng yêu nước thương dân và có cái khí tiết cốt cách vô cùng là thanh cao. Thế nên Nguyễn Khuyến tỏ ra thể hiện thái độ của mình bất hợp pháp với chính quyền Pháp. Ông không theo Pháp, ông giữ cái thái độ là bất hợp tác với chính quyền Pháp. Chính vì thế mà chỉ làm quan hơn 10 năm này, và sau khi mà Pháp xâm lược vào nước ta thì Nguyễn Khuyến đã về quê ở ẩn, cáo quan về quê ở ẩn để giữ cho mình cái khí tiết trong sạch của một nhà nho hết lòng vì dân vì nước, giữ cho mình cái khí tiết thanh cao là như thế. Thế nên ông luôn luôn tỏ ra cái thái độ bất hợp tác với chính quyền thực dân Pháp. Thì cái phần này trong sách giáo khoa đã nói rất là rõ rồi. Thì đây chị sẽ lý giải hơn vì sao mà đến cái phần đời còn lại của Nguyễn Khuyến, ông đã quay trở về quê ở ẩn. Và trong cái khoảng thời gian này thì ông đã về quê và dạy học, sống một cuộc đời thanh bạch để giữ cho mình cái khí tiết thanh cao, bất hợp tác với chính quyền Pháp. Ông luôn luôn thể hiện cái tấm lòng yêu nước thương dân, và cái tấm lòng yêu nước thương dân đó cũng sẽ được bày tỏ một cách kín đáo và thầm lặng nhưng không kém phần sâu sắc qua bài Câu cá mùa thu. Và cái tình cảm đó được thể hiện như thế nào thì chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu khi đi vào phân tích tác phẩm các em nhé. Thì đó chính là cái tấm lòng của một nhà nho giữ cả cuộc đời thanh bạch dành cho quê hương đất nước là như thế. Và chúng mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau. Còn đối với Nguyễn Khuyến thì các bạn nhớ cho chị để ý chính như thế này là đã rất ok rồi. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu một cách khái quát và sơ lược về tác phẩm. Ok không ạ? À, chị quên đấy, chưa thể tìm hiểu tác phẩm được đâu, mà chúng mình cần phải có một cái nhìn khái quát về sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khuyến, để chúng ta thấy là Nguyễn Khuyến có những cái sáng tác bao gồm cả chữ Nôm và cả chữ Hán với rất là nhiều những cái thể loại khác nhau, nhưng tập trung chủ yếu là thơ. Thế nên chúng ta biết đến Nguyễn Khuyến là một nhà thơ bởi vì ông sáng tác rất nhiều với rất là nhiều những thể loại khác nhau, nhưng chúng ta biết nhiều hơn cả đó là thơ. Ok không ạ? Và khi nói về thơ của Nguyễn Khuyến thì có những cái đặc điểm như thế này. À, trước tiên, cái tiếng thơ của Nguyễn Khuyến sẽ thể hiện tình yêu quê hương đất nước các em ạ. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Đây là một cái đặc điểm nói về nội dung trong thơ của Nguyễn Khuyến, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Chị rất xin lỗi các bạn bởi vì cái phần phát trực tiếp này của chị nó đang bị vướng cái phần bút viết quá. Đó là nội dung thứ nhất, thì các bạn ghi nhớ cho chị. Cái phần nội dung thứ hai mà các bạn cần phải ghi nhớ cho chị đấy chính là, à, trong thơ của Nguyễn Khuyến đó còn là tiếng nói phản ánh cuộc sống của những con người cực khổ, thuần hậu và chất phác. Tức là tiếng nói tố cáo. Được chưa ạ? À, đó là tiếng nói tố cáo. Đó là cái sự phản ánh hiện thực đời sống. Ông phản ánh cuộc sống của những con người cực khổ, thuần hậu và chất phác. Nhưng ở đó thì Nguyễn Khuyến cũng đồng thời tố cáo, đả kích, châm biếm cái xã hội thực dân, nửa phong kiến, nửa thực dân với những cái lố lăng, kịch cỡm và lố bịch. Đó là nửa Tây nửa Tàu. Thì đó là tiếng nói tố cáo và phản ánh. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy được đằng sâu phía trong từng con chữ thì ở đó chính là cái tấm lòng yêu ái, cái tấm lòng yêu nước thương dân mà Nguyễn Khuyến muốn bày tỏ và bộc bạch. Nhưng trong tiếng thơ của Nguyễn Khuyến thì có lẽ cái tấm lòng yêu ái đó đối với dân, đối với nước dường như được bày tỏ một cách kín đáo nhưng lại vô cùng sâu sắc. Yêu ái đối với dân, với nước, à, được bày tỏ một cách kín đáo nhưng rất là sâu sắc.
Ok không ạ? Thì lưu ý cho chị là như thế nhá. Đấy là tiếng thơ. Cái nội dung thơ của Nguyễn Khuyến sẽ đề cập đến ba mảng nội dung như thế này. Và tùy thuộc từng tác phẩm thì sẽ thể hiện rõ một trong ba nội dung và thậm chí có cả ba cái phần nội dung như thế này. Vậy thì chúng mình thử xem trong bài Câu cá mùa thu thì Nguyễn Khuyến đã tập trung thể hiện cái khía cạnh nào mà chúng ta đã đề cập ở đây các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng với chị tìm hiểu phần tác phẩm. Khi đi tìm hiểu tác phẩm, như chị lưu ý ở buổi trước thì các bạn cần phải chú ý cho chị. Thứ nhất là hoàn cảnh sáng tác. Thứ hai là bố cục. Hai phần này là hai phần kiến thức trọng tâm mà các bạn cần phải nhớ. Nhớ hoàn cảnh sáng tác để có thể viết được luận điểm 1 trong cái bài viết của chúng mình. Biết được bố cục, phân tách được bố cục để chúng ta có thể lấy đó là phần nền để đi phân tích chi tiết tác phẩm. Được không ạ? Vậy thì đối với Câu cá mùa thu, đối với Thu điếu thì các bạn chú ý cho chị cái hoàn cảnh sáng tác của bài thơ thì Thu điếu là được sáng tác trong cái hoàn cảnh mà Nguyễn Khuyến về quê ở ẩn. Sáng tác trong khoảng thời gian về quê ở ẩn, đó là cái cuộc đời phần còn lại của ông. Ông đã về quê sống một cuộc đời thanh bạch bằng nghề dạy học. Thì trong chính cái khoảng thời gian đó thì Nguyễn Khuyến đã sáng tác bài Thu điếu. Và Thu điếu cũng nằm trong chùm 3 bài mùa thu. Được không ạ? Thì các bạn chú ý cho chị là như thế nhá. Còn 3 bài mùa thu đó là 3 bài nào? Thì giống như là chúng mình đã học bài Thu ẩm rồi đúng không nào? Năm gian nhà cỏ thấp lê te, ngõ tối đêm sâu, bóng lập lòe, lương rậu phất phơ màu khói nhạt, làn ao lóng lánh bóng trăng loe, da trời ai nhuộm mà xanh ngắt, mắt lão không vầy cũng đỏ hoe, rượu tiếng rằng hay hay chẳng mấy, độ năm ba chén đã say nhè. Và đây chính là thu ẩm. Bài này hình như là các bạn đã học lớp 8 rồi đúng không nào? Các bạn đã học bài này phần lớp 8 rồi. Thì Thu điếu của chúng ta cũng nằm trong chùm 3 bài mùa thu đó, được sáng tác vào cái khoảng thời gian khi Nguyễn Khuyến về quê ở ẩn. Và với bài thơ này có rất là nhiều cách để phân tách bố cục. Các bạn có thể chia theo cái cách mà chúng mình đã phân tích bài Tự tình của Hồ Xuân Hương. Chúng mình sẽ phân tích thành 4 phần, đó là đề, thực, luận và kết. Đây là cái cách phân tích đầu tiên. Và cái cách thứ hai, các bạn có thể phân tách thành hai phần, đó là 6 câu đầu và 2 câu cuối. 6 câu đầu thể hiện bức tranh mùa thu, hay người ta sẽ gọi là cảnh thu. Và 2 câu còn lại là thể hiện tình thu. Được không ạ? Thì đây là hai cái cách phân tích. Vậy thì với bản thân chị sẽ lựa chọn cách nào? Thì chị sẽ luôn luôn lựa chọn cái cách phân tích, cái cách phân chia bố cục để có thể làm rõ nhất, nổi bật nhất cái nội dung mà Nguyễn Khuyến gửi gắm. Vậy thì chị xin phép được lựa chọn phân tích theo cách đầu tiên. Đó là phân tách thành 4 phần đề, thực, luận và kết. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, thơ thì cái cấu trúc khi mà chúng mình phân tích thơ thì chúng mình sẽ thấy được ở đó là những cái từ ngữ mà Nguyễn Khuyến sử dụng, và ẩn sau, phía sau những cái con chữ đó thì sẽ là tình cảm, thì sẽ là tư tưởng, sẽ là cảm xúc của nhân vật chữ tình, hay nói cách khác là của tác giả. Vậy thì đi tìm hiểu theo cách đầu tiên này thì ở mỗi một câu đề, thực, luận, kết thì chúng ta sẽ đều hình dung ra cái bức tranh mùa thu được thể hiện trong trong đó như thế nào, và ẩn sâu cái bức tranh mùa thu đó chắc chắn sẽ còn gửi gắm tấm lòng của một con người với nặng lòng với dân với nước như Nguyễn Khuyến. Thế nên khi mà chúng mình phân tách đề, thực, luận, kết và ẩn sâu đó là cảnh thu, là tình thu trong mỗi một câu thì sẽ thể hiện rõ hơn được cái tình cảm mà Nguyễn Khuyến bày tỏ trong bài thơ. Còn nếu như chúng ta phân tích theo cách số 2 là
cảnh thu và tình thu như thế này thì cũng không sai, nhưng nó đã tách bạch quá rõ ràng là 6 câu thơ đầu chỉ thể hiện cái bức tranh mùa thu thôi. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó, trong cái bức tranh mùa thu đó nó luôn ẩn chứa tâm trạng của nhân vật trữ tình, là bởi vì chúng ta thấy là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thế nên trong chính cái bức tranh mùa thu đó, nó cũng đã ngầm chứa cái tâm trạng và cảm xúc của nhân vật trữ tình rồi. Thế nên phân tách theo cái cách số 2 này thì nó sẽ chưa được rõ ràng và cụ thể cái tâm trạng của nhân vật trữ tình. Thế nên chị sẽ lựa chọn theo cách 1 này. Thì các bạn lưu ý cho chị, trong quá trình phân tích thì chị sẽ lựa chọn cách 1. Chúng mình sẽ phân tích đề, thực, luận và kết. Ok không ạ? Còn nếu như bạn nào có thắc mắc là à, cô giáo em phân tích theo cái cách số 2 là 6-2 như thế này, thì chị cũng đã có lý giải nguyên nhân vì sao chị lựa chọn cách 1 rồi. Thì các bạn cũng sẽ lưu ý cho chị là như thế. Còn nếu như với cái cách phân tích của chị, với cách phân chia của chị, còn bạn nào còn có cái câu hỏi hoặc là bất cứ cái thắc mắc nào thì các bạn cũng có thể comment để lại ở đây cho chị. Còn nếu không thì chúng mình cũng có thể nhắn tin riêng cho chị sẽ giải đáp cho các em. Ok không ạ? Thì đấy là cái cách phân tích mà chị sẽ lựa chọn để triển khai cái bài này. Ok không ạ? Vậy thì tương tự như thế, chúng ta sẽ dựa vào cái phần phân tích bố cục này để chúng mình phân tích câu cá mùa thu. Nhưng trước tiên các bạn chú ý cho chị vào đây. Với câu cá mùa thu thì có lẽ chúng mình sẽ cùng nhau xác định điểm nhìn của nhân vật trữ tình. Được không ạ? Xem rằng nhân vật trữ tình đã dùng điểm nhìn như thế nào để quan sát cảnh vật và để rồi từ đó bộc bạch tấm lòng của mình. Thì ở đây chị đã có in ra cái phần văn bản câu cá mùa thu như thế này. Thì chúng ta thấy là có 8 câu. Mỗi một câu là 7 chữ, sử dụng thể thơ, thất ngôn, bát cú, đường luật. Thì theo như bố cục mà chúng mình đã chia với nhau thì phần này sẽ được chia ra làm 4 phần, đúng không ạ? Đề, thực, luận và kết. Và ở trong mỗi một câu đề, câu thực, câu luận, câu kết thì chúng ta sẽ thấy được cái bức tranh, tức là cái cảnh được thể hiện như thế nào, và đồng thời ở đó cái tình được thể hiện ra làm sao ở mỗi một câu. Đề, thực, luận, kết, cảnh tình đan xen với nhau là như thế. Vậy thì trước khi mà chúng mình phân tích cảnh tình được thể hiện ở mỗi một câu thì các bạn chú ý điểm nhìn của nhân vật trữ tình. Trong bài này thì các bạn chú ý cho chị cái điểm nhìn. Các bạn thử hình dung đặt mình vào nhân vật, và nhân vật sẽ phóng tầm mắt của mình. Đầu tiên, cái tầm mắt của nhân vật trữ tình, ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí. Thì có phải là điểm nhìn của nhân vật trữ tình là đang ở đây đúng không? Đang ở rất là gần. Bởi vì cái khoảng không gian, cái cảnh mà nhân vật trữ tình miêu tả ở đây là ngay gần sát cái nhân vật trữ tình là cái ông ngồi câu cá. Là miêu tả ao, là miêu tả chiếc thuyền, là miêu tả sóng nước trong chính cái ao đó. Thì cái điểm nhìn rất là gần, nhìn rất là gần. Nhưng cái điểm nhìn này sẽ tiếp tục được di chuyển để có thể miêu tả toàn bộ cái bức tranh mùa thu của đồng bằng Bắc Bộ. Thì điểm nhìn sẽ tiếp tục được di chuyển đến cao hơn. Được không ạ? Bây giờ dường như nhân vật trữ tình lại phóng tầm mắt của mình ra xa và lên cao để miêu tả, để quan sát lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Cao và xa. Được không ạ? Và tiếp tục điểm nhìn đó lại được đưa lên cao hơn khi mà miêu tả bầu trời xanh ngắt, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Các bạn thử hình dung, các bạn đặt điểm nhìn ở chính mình, nhìn ra xa một chút xíu và nhìn lên xa tít tận bầu trời, thì chúng ta thấy là dường như cái khoảng không gian ngày càng được mở rộng. Cái bức tranh mùa thu đang được mở rộng theo cái tầm nhìn, theo cái điểm nhìn, theo cái sự quan sát của nhân vật trữ tình, từ gần đến xa rồi đến cao. Khi mà quan sát đến đỉnh điểm của sự cao rồi, đấy chính là bầu trời, thì dường như nhân vật trữ tình lại bắt đầu thu điểm nhìn của mình lại, trở về gần. Được không ạ? Trở về gần. Và lúc này thì nhân vật trữ tình của chúng ta lại nhìn cái đến cái ngõ trúc quanh co khách vắng teo, và cuối cùng thu về lại chính mình.
đó chính là tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Các bạn thấy không? Điểm nhìn di chuyển vô cùng linh hoạt. Đầu tiên là từ chính mình, từ cái sự gần nhất là cái nơi mà mình đang ngồi câu, đó là ao, đó là thuyền, được không ạ? Thì đấy chính là cái điểm nhìn đầu tiên mà Nguyễn Khuyến của chúng ta miêu tả. Và sau đó điểm nhìn tiếp tục được di chuyển một cách linh hoạt đến xa, rồi đến cao, và cuối cùng lại quay trở về gần, và cuối cùng gần nhất là lại quay trở về chính mình. Vậy thì qua cái phần điểm nhìn của nhân vật trữ tình được miêu tả, được di chuyển một cách linh hoạt như thế này, thì chúng ta thấy được rằng dường như Nguyễn Khuyến đã miêu tả lại toàn bộ cái bức tranh làng quê. Miêu tả được bức tranh làng quê đồng bằng Bắc Bộ, được không ạ? Cái bức tranh đồng bằng Bắc Bộ này dường như được Nguyễn Khuyến thu lại trong 8 câu thơ, nhưng dường như nó đã lột tả được cái đặc điểm, cái cảnh sắc đích thực của làng quê Bắc Bộ. Đó. Và cái thứ hai, các bạn có thể thấy được rằng, và trong chính cái sự dịch chuyển điểm nhìn này, đầu tiên các bạn thấy không? Cảnh. Và trong cảnh chứa tình, nhưng để rồi cuối cùng với hai câu thơ cuối dường như quay lại với chính mình, thì điểm nhìn bắt đầu di chuyển vào bên trong chính tâm hồn của mình. Tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân mèo. Dường như lúc này cái điểm nhìn nó đã soi chiếu vào trong tâm hồn của chính nhân vật trữ tình, hay nói cách khác là của tác giả, để cho chúng ta thấy được rằng là bây giờ dường như ở đến hai câu thơ cuối cùng này, tác giả đã bộc lộ trực tiếp cái cảm xúc của mình, thay vì ẩn chứa cái cảm xúc đó trong cái bức tranh làng quê này. Và đến bây giờ cái điểm nhìn đó từ tả cảnh bây giờ quay trở về tả tình, cái tình trong tâm hồn của mình. Thì các bạn lưu ý cho chị là như thế. Khi chúng ta phân tích câu cá mùa thu thì các bạn lưu ý cho chị một chút xíu về cái điểm nhìn của nhân vật trữ tình được dịch chuyển một cách linh hoạt, để cho chúng ta thấy cái bức tranh làng quê Bắc Bộ này được thể hiện, được lột tả một cách sinh động với tất cả những cái đặc điểm mà của mùa thu, của đồng bằng Bắc Bộ. Và đồng thời ở đó, cái điểm nhìn này còn được soi chiếu chính cái tâm trạng của nhân vật trữ tình nữa. Thì các bạn lưu ý cho chị là như thế các em nhé. Thì đây chính là cái điểm nhìn mà các bạn cần phải lưu ý. Và đây cũng chính là cái câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên trong sách giáo khoa. Các bạn có thể vận dụng cái phần này để trả lời nếu như trên lớp cô giáo có hỏi các em nhé. Rồi, cho lại cho chị là như thế. Vậy thì với cái điểm nhìn như thế, chúng ta sẽ thấy được ở hai câu đầu tiên, chúng ta sẽ thấy cái bức tranh mùa thu được Nguyễn Khuyến vẽ ra như thế nào các em nhé. Bức tranh thiên nhiên mùa thu được Nguyễn Khuyến tô vẽ bởi những hình ảnh sau. Trước tiên đấy chính là ao thu, đúng không ạ? Ao thu, và các bạn biết rồi đấy, cái quê hương mà Nguyễn Khuyến sinh ra rồi lớn lên ở quê, sinh ra quê mẹ lớn lên quê cha ở Hà Nam. Và đây chính là cái vùng đất tiêu biểu đặc trưng cho làng quê của đồng bằng Bắc Bộ, rất là nhiều ao hồ và chiêm trũng. Và chính cái điều đó đã được Nguyễn Khuyến đưa vào trong tác phẩm của mình với hình ảnh ao thu. Và hình ảnh ao thu này đó là một hình ảnh đặc trưng của vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc Bộ. Và hình ảnh ao thu đó được Nguyễn Khuyến miêu tả đó chính là ao thu kết hợp với lạnh lẽo rồi trong veo, được không ạ? Và cái từ lạnh lẽo này ở đây gợi ra cho chúng ta, ở đây Nguyễn Khuyến cảm nhận cái này bằng xúc giác. Đó, cảm nhận cái bức tranh mùa thu, cảm nhận cái cảnh thu đó bằng những cái giác quan. Cái sự lạnh lẽo của ao thu này được cảm nhận bằng xúc giác, đó là cái sự lạnh lẽo đượm, cái sự hắt hiu khi mà trời chuyển sang thu. Và mặt nước lúc này thì trong veo, và chính cái trong veo này thì lại được Nguyễn Khuyến cảm nhận bằng thị giác, đúng không ạ? Cảm nhận bằng thị giác sẽ nhìn thấy cái màu sắc của nước trong veo.
À, nước trong đến mức có thể nhìn tới tận đáy. Và ở đây chúng ta cũng sẽ gợi ra được cái sự thanh sạch, bất động và tĩnh lặng của không gian. Gợi ra được cái sự tĩnh lặng, rồi thanh sạch của không gian. Đó, với câu thơ đầu tiên thì cái bức tranh mùa thu vẽ ra cho các bạn đó chính là hình ảnh ao thu. À, hình ảnh ao thu là một hình ảnh đặc trưng của vùng đồng bằng Chiêm Trũng, được tác giả cảm nhận qua các qua các cảm giác khác nhau, đó là xúc giác, đó là thị giác, qua những cái giác quan. Ở đây lạnh lẽo đó là xúc giác, trong veo đó là thị giác, và đồng thời qua đó chúng ta sẽ thấy được cái sự tĩnh lặng và thanh sạch của cảnh sắc của bức tranh mùa thu. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy được rằng lạnh lẽo và trong veo là hai tính từ dùng để miêu tả, dùng để đặc tả cái lạnh và cái tĩnh các em ạ. Cái lạnh được không ạ? Cái trong veo là cái tĩnh. À, ở đây thì chị đang giãn dòng hơi nhỏ, thế nên các bạn lưu ý cho chị này. Lạnh lẽo ở đây là cái tính từ đặc tả cái gì nhỉ? À, đặc tả cái lạnh của mùa thu. Còn trong veo là cái tính từ để đặc tả sự cái tĩnh. Đó, một bức tranh tràn đầy sự tĩnh lặng. Một không gian, có thể không gian mở ra lúc này là không gian trong cái ao đó mở ra trước mắt chúng ta. Vào cái không gian này thì gợi ra cho các bạn cái sự tĩnh lặng và thanh sạch, bởi vì nước ở nước trong veo có thể nhìn thấy đất đáy mà, đó là cái sự thanh sạch. Và lạnh lẽo trong veo thì cũng gợi ra cho chữ cái sự tĩnh, dường như trong veo và không có một gợn sóng nào cả. À, và đến bây giờ ở cái câu thơ tiếp theo thì Nguyễn Khuyến tiếp tục miêu tả một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Thì bây giờ cái bức tranh mùa thu đó có sự xuất hiện của một chiếc thuyền câu, và chính cái thuyền câu này đã làm cho cái bức tranh mùa thu thêm phần sinh động, có thêm cái sự ấm áp, bởi vì ở câu đầu tiên chúng ta thấy nó chỉ nguyên có cảnh thôi, và cái cảnh này thì vừa tĩnh vừa lặng. Nhưng ở câu thơ tiếp theo thì đã xuất hiện chiếc thuyền, mà rõ là chiếc thuyền thì sẽ gợi ra cho các em cái gì? Đó là gợi ra cái sự sống của con người, đúng không ạ? Sự sống của con người. Chiếc thuyền này sẽ gợi ra cho chúng mình sự sống của con người. Và chính điều đó đã làm cho cái bức tranh mùa thu trở nên ấm hơn. Trở nên ấm hơn. Đó. Nhưng mà cái chiếc thuyền này lại có một cái đặc điểm như thế này. Mặc dù với sự xuất hiện của chiếc thuyền khiến cho bức tranh mùa thu trở nên ấm hơn, bởi vì nó có sức sống của con người, nhưng Nguyễn Khuyến lại miêu tả đặc điểm của con thuyền. Các bạn chú ý cho chị cái đặc điểm của con thuyền mà Nguyễn Khuyến miêu tả này. Một, trong cả cái bức tranh đó chỉ xuất hiện duy nhất một chiếc thuyền, và đây là số từ. Cái số từ này gợi ra cho chúng ta điều gì? Gợi ra cho chúng ta sự đơn độc và lẻ loi, đúng không ạ? Bởi vì số nhiều thì phải trên một, mà nếu chỉ có một thôi, sử dụng số từ là một, nếu mà hai ba bốn năm chiếc thì không nói là gì, nhưng cái chiếc thuyền này nó xuất hiện trong cái khung cảnh, trong cái bức tranh mùa thu này chỉ có duy nhất một chiếc. Và chính cái số từ này sẽ gợi ra cho chúng ta cái sự đơn độc và lẻ loi. Đó, đơn độc và lẻ loi. Tiếp theo, rồi cái tính từ để miêu tả cái đặc điểm của con thuyền đó là bé tẻo teo. À, cái bé tẻo teo này chính là cái tính từ miêu tả khiến cho cái không gian dường như bắt đầu bị thu hẹp lại. Nếu như chỉ nói là bé teo thì sẽ bình thường thôi, như lại là bé tẻo teo thì chúng ta thấy là dường như không gian ban đầu đang mở ra là khoảng không gian ao rất là rộng lớn, nhưng bây giờ chỉ vỏn vẹn trong cái chiếc thuyền câu đó mà chiếc thuyền câu lại bé tẻo teo, khiến cho cái không gian bị thu hẹp đến cái mức mà chỉ còn có là một cái dấu chấm mà thôi.
cái thuyền câu gì mà bé xíu 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 à, bé tẹo 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 à, có lẽ chỉ là một cái dấu chấm như thế này thôi. Và chính cái điều đó cho chúng ta thấy là rằng cái cảnh vật được xuất hiện trong câu thơ số 2 này, đó là cảnh vật của lẻ loi, đơn chiếc và nhỏ bé. Cảnh vật lẻ loi, đơn chiếc và nhỏ bé. Được chưa ạ? Đấy là ở câu thơ số 2 cho chúng ta thấy được rằng là bây giờ trong cái bức tranh mùa thu đó, với cái sự tĩnh lặng của một không gian rộng lớn, nhưng đồng thời cho chúng ta thấy những cái cảnh vật xuất hiện trong cái bức tranh đó là cái chiếc thuyền câu này. Cái chính cái sự xuất hiện của chiếc thuyền câu đó là sự xuất hiện của sự sống con người, nó khiến cho bức tranh mùa thu trở nên ấm cúng hơn. Thế nhưng mà cái hay, cái riêng của Nguyễn Khuyến khi miêu tả chiếc thuyền đó, nó lại độc là lạ ở chỗ là chỉ có một chiếc, lại còn bé tẻo teo. Thế nên cái cảnh vật dù mang sức sống của con người, nhưng cái sức sống, cái cảnh vật đó lại là sự lẻ loi, lại là sự đơn chiếc và nhỏ bé. Được không ạ? Vậy thì qua đây chúng ta sẽ thấy được rằng dường như nó đã ngầm báo hiệu cái tâm trạng của nhân vật trữ tình, đúng không ạ? Đó, thì các bạn thấy không? Qua cái cách phân tích, phân chia để thực luận kết từng câu chúng ta thấy cái cảnh, nhưng đồng thời trong đó chúng ta còn thấy cả cái tình của nhân vật trữ tình, hay nói cách khác là của tác giả nữa, các em ạ. Vậy thì chốt lại với hai câu đầu tiên thì các bạn sẽ chú ý cho chị, đó chính là Nguyễn Khuyến đã miêu tả cái không gian mùa thu của làng quê Bắc Bộ. Đấy là cái cảnh, đấy là cái bức tranh thiên nhiên. Nhưng ẩn sâu cái bức tranh thiên nhiên đó, với ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, với sự xuất hiện của một chiếc thuyền câu đó, thì ở đó chúng ta còn thấy hình ảnh, bóng dáng và tâm trạng của con người. Và đó là con người cô đơn. Đằng sau cái bức tranh mùa thu mà Nguyễn Khuyến miêu tả ở hai câu đâu thơ đầu tiên, thì chúng ta còn thấy ở đó còn ẩn chứa bức tranh tâm trạng của con người, đó gọi tắt là cái tình. Vậy thì cái tình, cái con người ở đây đó chính là con người cô đơn. Giữa không gian hiu quạnh vắng vẻ được không ạ? Ở đây chị sẽ lý giải thêm một chút xíu vì sao nhân vật trữ tình của chúng ta lại thấy cô đơn. Là bởi vì quay trở lại với cái bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ thứ 19, chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái giai đoạn mà xã hội đầy những cái nhố nhăng và cái cỡm, dường như những con người sống trong xã hội đó, cái thái độ sống của họ là luồn cúi, là tham nhũng, họ sống, họ chạy theo đồng tiền. Thế nên rằng trong chính cái cảnh xô bồ ồn á đó, thì Nguyễn Khuyến là con người có thể nói đi ngược lại với thời đại, với xu thế của xã hội. Rõ ràng là một người tài năng, nhưng Nguyễn Khuyến cũng đỗ đạt cao đấy chứ, lẽ ra là phải làm quan để phục vụ cho đời, phục vụ cho đất nước, phục vụ cho nhân dân. Thế nhưng mà cái bối cảnh lịch sử này nó khiến cho cái việc mà Nguyễn Khuyến ra làm quan nó không còn có ý nghĩa nữa. Bởi vì lúc này con người ta sống luồn sống cúi, đồng tiền đã lăn qua lương tâm của con người. Vậy thì Nguyễn Khuyến đã quay trở về quê, đi ngược lại với xu thế của những nhà nho khác, và quay trở về quê sống một cuộc đời thanh bạc để giữ khí tiết cho mình. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đấy chính là cái sự cô đơn, cái sự ngược thời, cái sự trái thời, trái đời của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Và chính cái sự trái đời, trái thời này chúng ta còn sẽ tiếp tục được gặp trong thơ của Cao Bá Quát.
chúng ta cũng sẽ tiếp tục được gặp trong thơ của Nguyễn Công Trứ. Cái phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói rõ hơn ở những buổi học tiếp. Nhưng ở đây thì chị cũng muốn lý giải thêm một chút xíu rằng vì sao ở đây là hình ảnh của một con người cô đơn giữa cái khoảng không gian hiu quạnh và vắng lặng. Bởi vì lúc này Nguyễn Khuyến, cái phần đời còn lại của ông đi ngược lại với thời thế, ông đi ngược lại với đời. Thì các bạn có thấy là nếu như trong thơ của Cao Bá Quát á, thì Cao Bá Quát có viết như thế này. Đây, các bạn đợi chị một chút xíu để chị tìm cái bài ca ngắn đi trên đã cát để cho các bạn. À đây rồi, đây. Đây, chính là cái câu thơ trong bài thơ của Cao Bá Quát này. Xưa nay phường danh lợi, tất tả trên đường đời, đầu gió hơi men thơm quán rượu, người say vô số tình bao người. Thì chị xin mạn phép được mượn câu thơ người say vô số tình bao người này có thể dùng để nói cho cốt cách của Cao Bá Quát. Nhưng ở đó chúng ta cũng thấy Nguyễn Khuyến cũng mang cái cốt cách thanh cao đó. Người say vô số là những con người tất tả theo phường danh lợi, chạy theo công danh. Và cái công danh đó là cái công danh mà con người ta phải luồn, phải cúi để có được. Còn cái người tình bao người này thì xin phép ở đây có Cao Bá Quát, có Nguyễn Khuyến, những người tình, những người trái đời, trái thời, đi ngược lại với thời thế. Thế nên rằng trong chính cái bức tranh mùa thu này, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn cái sự cô đơn của con người trái thời, trái đời. Ok không ạ? Thì đấy là chị lý giải hơn vì sao ở đây là hình ảnh của một con người cô đơn. Các em nhá. Đó, thì vậy thì với cái cách mà chúng mình sẽ phân tích đề thực luận kết như thế này, thì các bạn lưu ý cho chị là miêu tả cảnh nhưng trong cảnh lại có cả tình. Thì đấy là cái cách mà chúng mình sẽ phân tích câu cá mùa thu. Tương tự với thực luận và kết thì chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu, và chị mong rằng chị cũng sẽ tiếp tục là người đồng hành của các bạn để đi phân tích phần còn lại trong bài thơ câu cá mùa thu. Hẹn gặp các bạn trong khóa học toàn diện dành cho các bạn 2K6. Ok không ạ? Còn với trong cái phần tìm hiểu có hạn ngày hôm nay, với một cái dung lượng thời gian rất là ngắn ngủi thôi, thì chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu được bối cảnh lịch sử vào cuối thế kỷ thứ 19. Cái này chị mong nó sẽ là một cái phần kiến thức không thừa, bởi vì cái điều này nó sẽ giúp các bạn hiểu hơn về tác giả và tác phẩm. Và hiểu như thế nào thì đã được áp dụng ngay ở đây. Thì các bạn đã hiểu chưa? À, chắc chắn là hiểu rồi đúng không? Cái thứ hai chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu, đấy chính là về tác giả. Thì nhớ cho chị. Và cái thứ ba chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu, đấy chính là tác phẩm. Và cụ thể là hai câu thơ đầu tiên. Trong hai câu thơ đầu tiên đó, chúng mình sẽ thấy được cái bức tranh mùa thu, và ở đây chị gọi tắt là cảnh, được vẽ ra một cái không gian làng quê đồng bằng Bắc Bộ, với đồng bằng chiêm trũng, với rất là nhiều ao hồ. Và trong cái bức tranh mùa thu đó, nó đã được thể hiện rõ, đó là ao thu lạnh lẽo, nước trong veo. Những cái tính từ để miêu tả cái sự tĩnh lặng và lạnh lẽo, các bạn chú ý, chị đã phân tích ở đây rồi, được Nguyễn Khuyến cảm nhận qua xúc giác và thị giác. Và tiếp tục ở đó, đằng sau cái cảnh này thì còn ẩn chứa cái tình. Cái tình này được thể hiện cụ thể khi mà chúng ta phân tích cái hình ảnh chiếc thuyền. Một chiếc thuyền mang hơi ấm của con người, thế nhưng mà lại được kết hợp với số từ là một. Và cái này gợi cho chúng ta cái sự lẻ loi và đơn độc. Và cái chiếc thuyền này được kết hợp với tính từ miêu tả là bé tẻo teo, khiến cho cái không gian đó nó thu hẹp lại chỉ bằng một dấu chấm thôi, một và nhỏ bé. Thì chính cái sự nhỏ bé, đơn độc này, chúng ta gợi ra cái con người, đó chính là con người cô đơn giữa cái không gian hiu quạnh và vắng vẻ. Ok không ạ? Thì đấy chính là hai câu thơ đầu tiên mà chị đã khái quát lại như vậy. Và mong rằng chúng mình sẽ hiểu kỹ hơn cái phần này cùng với chị khi mà các bạn tham gia vào khóa học văn VIP nhé. Khóa học văn VIP, được không ạ? Dành cho các bạn đấy. Vậy thì bây giờ cũng là lúc mà chúng mình phải
chào nhau, hẹn gặp lại các em vào buổi tối ngày mai. Và chúng mình cũng sẽ tiếp tục trên cái hành trình chinh phục văn học trung đại, và đặc biệt đó là thơ ca vào giai đoạn đầu thế kỷ thứ 18. Chị xin lỗi các bạn, chị đã viết sai. Đầu thế kỷ thứ 18 và cuối thế kỷ thứ 19, chúng ta đã gặp gỡ Hồ Xuân Hương rồi. Chúng ta sẽ gặp ai nữa? Chúng ta đã gặp Nguyễn Khuyến rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cùng chị gặp thêm một nhà thơ nữa, đó chính là Trần Tế Xương các em nhé, với bài thơ Thương Vợ. Ô không ạ, ngày mai chúng ta sẽ học Trần Tế Xương, chúng ta sẽ học Thương Vợ. Hẹn gặp lại các em vào buổi tối ngày 22, và đúng 21 giờ thì chị sẽ có mặt. Và nhớ, khi tham gia vào buổi học thì nhớ điểm danh để nhận quà nhé. Đây là món quà dành cho những chú ong chăm chỉ cùng với chị tham gia vào buổi học. Ok không ạ? Còn bây giờ thì chúng mình sẽ chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai các em nhé. Bye bye!